Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomat. Trong video ngày hôm nay thì siêu thị điện máy Ecomat sẽ cập nhật tới cho các bác mẫu TV LG dòng 55 inch đang có bảo hành lên tới 3 năm tại Ecomat và được rất là nhiều khách hàng đến Ecomat để lựa chọn mã TV này. Và mã TV này là mã TV nào và đang nằm ở đâu trên quầy kệ của TV LG thì mời cả nhà cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Chắc chắn rồi, khi mà nói đến những cái ký tự như vậy thì chắc chắn là các bác đã biết rằng mã TV này nó là mã 55UR811C0SB đúng không ạ? Và hiện tại với dòng TV này, dù kích thước 55 inch hay là kích thước 65 inch thì dòng này đều có bảo hành lên tới là 3 năm cho cả nhà. So với các dòng TV thương hiệu khác hay so trực tiếp với dòng TV LG thì hiện tại mã TV này đang có cái thời gian bảo hành là lâu nhất. Với kích thước 55 inch sẽ phù hợp cho gia đình nhà bác nào có cái diện tích phòng từ chỗ ngồi cho tới chỗ xem TV mà nó rơi vào khoảng 2,5 m thì các bác để kích thước 55 inch sẽ là hợp lý. Còn trong trường hợp nhà bác nào mà cái diện tích phòng nó rộng hơn, thì các bác có thể để lên kích thước 65 inch rơi vào khoảng 3 m thì các bác để kích thước 65 inch. Nhìn cảm quan qua thì các bác sẽ thấy là cái dòng TV 55UR811 này nó có cái thiết kế giống như mã 55 Nano 76 đúng không ạ? Nhưng mã 55 Nano 76 là dòng Nano Cell. Đây là dòng, còn đây là dòng TV 4K. Bên cạnh đó thì cái dòng 55UR811 này nó là model mới ra mắt vào năm 2023. Với dòng 55UR811 này về thiết kế thì các bác có thể nhìn thấy là thiết kế tràn viền ba cạnh. Chân sẽ là chân kim loại và cái lõi chân thì nó sẽ là lõi chân và kim loại, bên ngoài sẽ là bao phủ một lớp nhựa cả nhà nhé. Và thiết kế chân theo dạng là thiết kế bán nguyệt. Vì vậy mà với cái mẫu TV này khi mà các bác nhìn hoặc là nếu như các bác không để ý kỹ thì các bác sẽ thấy là nó giống như là 55 Nano 76 đúng không ạ? Thì nếu như mà bác nào thích dòng TV Nano Cell thì các bác có thể lựa chọn 5576, nhưng hiện tại cái mẫu 55UR811 này từ cái thiết kế cho đến kiểu cách thì nó đang giống và tương đối là đẹp và cái giá thành của nó cũng giảm xuống hơn rất là nhiều và giá của nó cũng đang tốt hơn rất là nhiều so với cái mã Nano 76. Thì với cái dòng 55UR811 này thì khi mà các bác để kệ thì cái chân này của nó nhìn rất là sang. Hoặc trong trường hợp mà các bác không để kệ thì các bác cũng có thể treo tường được nhá. Và treo tường thì cái này thì các bác sẽ phải mua thêm giá treo của Ecomat. Với dòng TV 55UR811 này thì nó sẽ có cái độ phân giải 4K cho các bác với 8,3 triệu điểm ảnh. Nếu mà để so sánh của dòng này với dòng TV TCL thì dòng này đang có cái số lượng điểm ảnh lớn hơn rất là nhiều. TCL thì chỉ rơi vào có 8 triệu điểm ảnh thôi, nhưng dòng LG này nó lên tới 8,3 triệu điểm ảnh cho cái hình ảnh của các bác. Nó cực kỳ là sắc nét và chi tiết, chân thực trên mọi khuôn hình luôn. Đặc biệt là với dòng TV LG này thì cái chất lượng hình ảnh và âm thanh đều được tối ưu hóa thông qua cái bộ chip xử lý là bộ chip xử lý Alpha 5 Gen 6 AI 4K. Nếu như các dòng khác thì bộ chip xử lý của nó chỉ là bộ chip xử lý Alpha 5 Gen 5 thôi, thì đến cái dòng TV này thì cái bộ chip xử lý của nó Alpha 5, nhưng nó là bộ chip xử lý Alpha 5 Gen 6 AI 4K. Cho các bác xem những cái trải nghiệm cực kỳ là ngập tràn và đồng thời các nội dung của các bác được nâng cấp chuẩn lên 4K với công nghệ 4K AI để mọi hình ảnh hiển thị cho các bác đều cuốn hút và thực sự là lôi kéo cái cảm xúc của các bác khi vào xem những thước phim. Bên cạnh đó thì các định dạng của dòng này như là định dạng HDR bao gồm HDR 10 Pro này, HDR Dynamic Tone Mapping này, ngoài ra và HLG đều được cải thiện đến từng chi tiết cho các bác luôn. Và nó sẽ làm nổi bật các chi tiết ẩn trên màn hình và phân hóa được cái vùng sáng và vùng tối cho các bác. Từ đó mà các bác sẽ thấy là cái hình ảnh của cái mẫu này nó có chiều sâu hơn rất là nhiều. Hay như các bác cũng đang nhìn bản demo, các bác cũng thấy là cái vùng tối và vùng sáng ấy nó đều có cái sự phân tích. Vì vậy mà hình ảnh của các bác nó sẽ chân thực và sắc nét đến từng chi tiết. Bên cạnh đó thì nếu như mà các bác chơi game ấy thì nó khi mà sử dụng cái mẫu này thì với cái chế độ game của dòng này và công nghệ giảm độ trễ, cái công nghệ auto lao ấy, nó sẽ giúp các bác có nắm bắt được những cái chơi game tình hình tốt hơn và các bác sẽ chủ động hơn rất là nhiều. Và khi mà các bác chơi game thì rất là ok.
Đặc biệt hơn là dòng này có chế độ filmmaker mode ấy, giúp làm tắt những cái chuyển mịn động và điều chỉnh được cái hình ảnh của TV này để bộ phim của các bác được đúng ý hơn, hay hơn, đẹp hơn và sắc nét hơn nhé. Bên cạnh đó thì cái dòng TV này thì nó đang trang bị công nghệ loa âm thanh mới nhất hiện nay nhé, với công suất loa là 20W cho các bác. Đặc biệt có công nghệ AI Sound Pro giúp nâng cấp âm thanh lên chuẩn 5.2.1 và tối ưu âm thanh theo nội dung để phù hợp với các bác xem phim để nghe nhạc này. Đặc biệt là với công nghệ Acoustic Tuning ấy, nó sẽ định vị được cái người dùng và không gian phòng, nhờ đó thì nó sẽ cho âm thanh được lan tỏa. Đặc biệt hơn là dòng này có thêm chế độ lọc thoại cho các bác nữa, nên nó sẽ loại bỏ tạp âm. Ngoài ra thì các bác muốn kết nối loa với cả TV cũng rất là tiện. Đặc biệt hơn là với cái dòng TV này, nó là dòng TV Smart. Cái hệ điều hành của nó thì sẽ là hệ điều hành webOS mới nhất, tích hợp sẵn cho các bác rất là nhiều các ứng dụng, từ Netflix, này, FPT, MyTV, YouTube. Và dòng này thì có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó có điều khiển Magic Remote, hoặc là các bác mà muốn kết nối phần mềm này với điện thoại để điều khiển TV qua điện thoại thì cũng được luôn cả nhà mình nhé. Và một giá của dòng TV này thì đang có cái giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác. Sau khi trừ hết khuyến mại đi thì còn khoảng 9.790.000 là các bác đã sở hữu ngay cho mình một chiếc TV LG cao cấp rồi. Và các bác còn được tặng những ứng dụng giải trí trên FPT này, hay là các ứng dụng trên Vion để các bác có thể sử dụng. Và các bác thấy một chiếc TV cực kỳ là hoàn hảo như này mà giá chưa đến 10 triệu thì cái giá của nó đang rất là ưu đãi cho các bác nhé. Ở bên cạnh mẫu 55UR811 này thì dòng TV tiếp theo của LG cũng được nhiều các bác khách hàng lựa chọn trong đợt này, đó là dòng TV 55 Nano 76 các bác nhé. Đây ạ, 55 Nano 76 cũng được khá là nhiều các bác tham khảo và lựa chọn đấy ạ, 55 Nano 76. Nếu mà nhìn về mặt thiết kế thì các bác thấy là cái dòng 55 Nano 76 này nó có cái thiết kế gần giống như là con 55UR đấy. Nhưng con 55 Nano 76 này nó là model cũ, còn 55UR đó là model mới, và giá của Nano 76 hiện tại thì cũng được gọi là giá tốt. Nhưng để so sánh giữa cái mẫu Nano 76 này và mẫu 55UR811 này thì mẫu 55UR811 đang giá tốt hơn rất là nhiều. Và cái dòng TV Nano 76 hiện tại thì sau khi mà trừ hết khuyến mại đi thì đang bán cho các bác sẽ còn về giá khoảng 10.9 triệu, thì đang chênh nhau mức giá là khoảng 1 triệu đồng, chênh nhau khoảng 1 triệu đồng. Thì nếu như mà các bác thích cái chất lượng chuẩn, tức là gì, tức là dòng Nano Cell nó sẽ là màn QLED, còn nó với cái giải màu nano tương đối rộng, còn cái dòng 55UR kia thì nó sẽ là màn hình 4K, thì giá nó chênh nhau như vậy. Thì nếu như mà các bác thích cái chất lượng màn nano cell thì các bác lựa chọn cái mã này. Còn nếu như hiện tại thì em thấy là các bác đang lựa chọn cái dòng 55UR811 đang hợp lý hơn rất là nhiều. Thì các bác cần tư vấn bất cứ mã nào, các bác có thể để lại bình luận cho siêu thị điện máy Ecomart, hoặc các bác gọi điện trực tiếp từ hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.